Trung tướng Tô Ân Sô, cựu kế toán trưởng AIC Đỗ Văn Sơn ra đầu thú Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng công ty AIC là một trong 8 bị cáo đang bỏ trốn đã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trung tướng Tô Ân Sô ngày 4 tháng 7 tại họp báo chính phủ thường kỳ cho biết Nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC Đỗ Văn Sơn sinh năm 1977 đã ra đầu thú. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tiếp nhận Đỗ Văn Sơn, đối tượng đang bị truy nã trong đại án AIC, về đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để được hưởng khoan hồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành thực hiện các thủ tục tố tụng Đỗ Văn Sơn, đồng thời tiếp tục đấu tranh khai thác đối tượng này để làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án. Bộ Công an một lần nữa kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ án AIC đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi, nơm nước lo sợ, luôn bất an. Những đối tượng này có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc liên hệ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn khi ra đầu thú. Số điện thoại của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm Bộ Công an là 069-232-1654 hoặc 091-677-7767. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2023, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị có liên quan. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đồng Nai 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là 16 năm tù với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa tuyên bị cáo Vũ Quang Ngọc 3 năm tù, bị cáo Lê Trí Tuân 30 tháng tù. Bị cáo Huỳnh Tấn Anh bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, bị cáo Lê Thị Hương lĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị đơn dân sự Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC, Đặc biệt, phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo hiện vẫn đang bỏ trốn, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Nguyễn Đăng Thuyết, Đỗ Mỹ Hạnh, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Thị Tích, Nguyễn Thị Sen, Đỗ Văn Sơn có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Tại bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên tổng mức án 30 năm tù cho hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Văn Sơn 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo cáo buộc năm 2003 với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC. Bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, mục đích để AIC được chỉ định tham gia trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với tổng giá trị 665 tỷ đồng. Quá trình đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào sau đó công ty AIC điều chỉnh các thông tin trên báo cáo tài chính giai đoạn 2010-2013, tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo tài chính thực tế để đưa vào hồ sơ dự thầu, mục đích đảm bảo cho AIC đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định. Ngoài ra bà Nhan chỉ đạo cấp dưới mua hồ sơ mời thầu lẫn hồ sơ dự thầu cho công ty quân đỏ và quân xanh, nhờ nhân viên các công ty nộp hồ sơ cho đủ số lượng theo quy định quá trình tham gia đấu thầu rồi trúng thầu, bà Nhàn, lập ban thư ký tài chính để quản lý các khoản chi đối ngoại. Nguồn tiền của hoạt động này do các công ty hợp tác chuyển về thông qua việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa, nâng giá trị hoặc ký hợp đồng mua hàng hóa với đối tác bên ngoài với giá trị cao. Sau đó các đối tác ký xác nhận giảm giá, chuyển tiền lại cho công ty AIC để nhập vào quỹ của ban thư ký tài chính. Sau đó bà Nhàn đã trực tiếp đưa hối lộ và chỉ đạo Trần Mạnh Hà nhiều lần đưa cho các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, mỗi người 14,5 tỷ đồng, đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, 14,8 tỷ đồng. Bà Nhàn còn đưa hối lộ cho cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu, 1 tỷ đồng.